Bỏ ra, bỏ mi ra. Không tắm đâu, không thích đâu. Không muốn tắm đâu, buông ra coi. Khổ cái thân tôi quá, buông ra coi. Đừng quay tôi nữa, buông mi ra. Ôi trời nước lạnh quá, buông ra coi. Buông ra nào. La ơi, đến giờ tắm rồi, xuống tắm thôi. Mọi người nhìn nhá. Bùm, đã đi phòng tắm rồi. Bật đèn lên cho ấm nè. Bùm nè, tiếp nè. Bật chế độ nước ấm nè. Ok, bắt đầu đợi nước ấm lên thôi. La đang nhìn vào nước xay đắm nè. Ok, let's go và xịt thôi. La ngoan thế sợ luôn nha, đứng yên cho mình xịt nè. Dùng sữa tắm này thôi. À, công nhận thật nha, cái sữa tắm này thơm cực luôn ấy. Bắt đầu chét lên người La thôi. Đã kỳ cọ cho La xong rồi nè. Mà mọi người thấy La giống Sơn Aku cho truyền thuyết không? Yệt luôn. Xịt nước lần hai nè. Quay đi quay lại, đã tắm xong rồi nè, lau khô người thôi. Nhanh nhanh đưa lên phòng để sửa ấm nè. Ok xong rồi nha, cứ để La ở đây sửa ấm nha. Có đèn sửa rất là ấm luôn nè. Chuyện xét hôm nay thì La có vẻ rất là ngoan, nhưng mà vừa cào mặt bố xong nên là rất là hư. La ơi, La, La, cái con này. Mày nhá, trời mưa bão mày vẫn ra mày chơi nhá. Xong bẩn tiểu khắp người nên tao phải tắm cho mày. Tắm khổ sở biết không, mày cào tao. Giờ tao gọi mày không nghe đúng không? La, con này, lì mặt ra, lườm gì mà lườm, ừ. Cấm đi chơi nữa nghe chưa, tắm rồi mà lườm tao à, hả, đã thấy cấm đi chơi nữa, ở nhà thôi, nghe chưa, nghe, nghe chưa, mặt lì cả ra. Macaroni in the bowl cho mấy con mèo ướt rượt, yeah, ờ, yeah. Dê, dê đi. Ngày hôm qua có chú cướp chui ra từ trong gầm giường. Vì em mới tắm thế nên là đi chạy ngay vào buồng. Và rồi chú ấy lấy luôn iPhone Plus màu hương. Rồi chạy đi ngay, ôi sao có điều gì không bình thường. Ôi sao không ở trong phim, sao sầm sỡ như em sang trên phim. Là em may mắn sao em nhói tim, cũng tại em lép nó thì em lại là im. Vì em lép 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 không một ai yêu em. Là vì em lép 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 không một ai thương em. Là vì em lép 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 không một ai yêu em. Là vì em lép 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 không một ai chờ em. Ê chiếc mèo. Hả? Đi tắm không? Không tắm đâu. Mày làm gì có quyền quyết định? Hả? Hả? Tiếp tục quiz. Enter this. Đã bắt người ta tắm lại còn hỏi cái gì nữa?